này sập mọi người ạ. Mà không được con gì nhá. Mình thấy cái cần của nó như này rồi. Bị gãy luôn đấy. Trên này thì thấy nát nát nhá, nhưng mà mình nghĩ không phải dính gà đâu, không biết dính con gì rồi. Giấu đây mọi người ạ, mới lắm nha. Mình cũng chả biết là dính cầy hay là chó mèo gì nữa. Nát hết cả luôn nha. Có dấu chân hay sao đấy. Có dấu chân mọi người ạ. Mình chả biết con gì đâu nha. Không biết là con to hay nhỏ nữa. Nát hết cả luôn. Có vẻ cái không nhỏ. Nhưng mà không phải là rừng đâu mọi người ạ. Cái bẫy này thì chủ yếu là bẫy chim thôi nha. Cái này gãy rồi nhưng mà chắc vẫn đặt lại được. Bây giờ mình sẽ đặt lại nhá. Cửa này cũng vật mọi người ạ, nhưng mà không sập nha. Không thấy được con gì luôn. Cái này chắc là chuột đi qua nên nó mới sập. Bây giờ mình sẽ gài lại nha. Xong rồi nha. Bây giờ mình tiếp tục đi thăm. Ở dưới này còn một cái nha. Cái này thì không sập, nhưng mà lần trước thì đứt dây. Cài lại nha. Bây giờ mình sẽ sang bên này thăm nha mọi người. Chỗ này bên kia thì mình để ba cái. Khu vực này thì mình nghĩ là có chuột đèn đấy, nhưng mà sập hụt một cái. Đứt cả số 4 luôn, nhưng mà không biết là con gì. Nhưng mà mình nghĩ là những cái loại như thế thì không được đâu, vì nó rất là khỏe luôn. Cái bẫy của mình chỉ là những con nhỏ nhỏ thôi mới được. Khu này mình để ba cái nhá. Hai cái thấy sập rồi mình ạ, mà không được. Chỗ này thì sập, bên kia cũng sập nha. Nhưng mình cũng không thấy được con gì đâu à. Đằng xa xa bên kia thì mình còn để một cái thôi. Tí thì mình sẽ qua đấy thăm. Là góc bên kia mọi người ạ. Khu vực này mình để ba cái nhá. Một cái ở dưới này thì không sập đâu mọi người ạ. Cái này thì nó sập nhưng mà nó lại bom như thế này. Mọi người nhìn này. Cái dấu gà mới tinh vừa sáng này thôi này. Cái bẫy thì mình để ngay đây. Thế mà nó không bước qua được, nó đi sang bên cạnh này luôn. Dấu bơi đây rất là mới nha, vừa bới lúc nãy thôi hoặc là sáng nay gì đấy. Dấu mới tinh luôn. Trong kia cũng có dấu nha. Trên này thì mình để một cái nhưng mà cái trên này nó lại không sập. Mình để một cái chỗ này nữa nha, nhưng mà nó không sập. Nếu mà nó vào cái như này thì khả năng dính rất là cao luôn. Nhưng mà cái kia thì nó bới tung lên rồi nhưng mà nó không đi vào bẫy. Giờ mình sẽ xuống căng lại nha. Cái đằng xa xa bên kia thì mình cũng còn để 6-7 cái nữa. Hy vọng là nó sẽ vào bên đấy. Trúng đậm rồi mọi người ơi. Dính hai con liền nha. Tự nhiên lên đây mình thấy phập luôn đấy. Chỗ này một con gà mái rồi. Bên trên thì không biết sao mái nha. Bé bé thôi nha. Nào. Bây giờ mình sẽ gỡ ra xong rồi lên thăm cái kia nha. Vừa nãy mình được một con ở dưới kia nha. Con trên này đây mọi người ạ. Đây, hai em gà mái luôn nha, còn sống nguyên si. Toàn vào chân thôi à. Nhưng mà mình thấy cũng non thôi à. Cái loại này khoảng 3 lạng một con. Cái này mang về nuôi thì vừa. Rất là đẹp luôn. Trời mưa mưa hỏi nào nó vào mọi người ạ. Hôm nào thì mình gặp hai con một cặp cơ, một sống một mái ở chỗ bên kia kìa. Ở đằng bên này này, nhưng mà không thấy vào. Hôm nay đi thăm lại dính hai con gà mái liền. Đẹp quá trời luôn nhưng mà
mái mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ gỡ ra nha. Lại dính một cái ngay dưới. Lên trên lại dính thêm một cái nữa. Lên là thấy phập phập rồi đấy. Rất là đẹp rồi. Lại dính rồi mọi người ạ. Cái mái nha. Con này giá hơn con hai con lần trước. Mình gỡ xong rồi nha. Đây mọi người ạ. Con này gà mái già nha. Lần trước là mình được hai con non, nó khoảng chắc khoảng 3-4 lạng thôi, nhưng mà con này nó khoảng 5-6 lạng nha. Rất là đẹp luôn. Mình hôm nọ mình thấy có một cặp ở đây cơ, có con trống con mái nhưng mà không nghĩ là thế là còn mỗi một con cá trống mọi người ạ. Hay là mình thấy hai cặp thì không biết được. Nhưng mà dính rồi nha.